Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 11 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 7 gây lũ lụt tại 26 tỉnh chủ yếu ở phía Nam Trung Quốc, khiến ít nhất 39 người chết và mất tích. Mưa lũ cũng phá hủy 5.200 ngôi nhà và làm hư hại hơn 138.000 ngôi nhà khác, khiến khoảng 495.000 người phải sơ tán. Khoảng 8,5 triệu người ở 26 trong tổng số 31 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và khu tự trị của Trung Quốc chịu ảnh hưởng do mưa lũ. Giới chức nước này cho biết đã điều động tối đa các nguồn lực phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn tại những khu vực bị ảnh hưởng. Ở tỉnh An Huy, phía đông Trung Quốc, giới chức chi 1 triệu nhân dân tệ, hơn 140.000 đô la Mỹ để kiểm soát lũ lụt, cứu hộ và cung cấp nhu yếu phẩm cho những người bị ảnh hưởng. Một số huyện ở tỉnh Quảng Đông chìm trong lũ, nhiều ngôi nhà ngập trong nước và người dân bị mắc kẹt. Nhân viên cứu hộ sử dụng bè tre để sơ tán dân chúng hoặc cung cấp nhu yếu phẩm. Tỉnh Quý Châu và thành phố Trùng Khánh là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất từ trận lụt. Giới chức địa phương cho biết hàng trăm nghìn người phải sơ tán. Song số thương vong rất ít, mưa lớn tại Trung Quốc chưa có dấu hiệu giảm, nhiều địa phương vẫn duy trì cảnh báo thiên tai ở mức cao. Theo Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt của Trung Quốc, các trận mưa lớn hơn dự kiến diễn ra ở Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam cùng các tỉnh phía Nam khác. Thiên tai ảnh hưởng nặng nhiều tới địa điểm du lịch nổi tiếng, trong đó có huyện Dương Sóc thuộc khu tự trị Quảng Tây. Nhiều điểm du lịch phải đóng cửa và hoàn tiền vé cho khách vì lo ngại lũ lụt hoặc sạt lở đất. Lũ lụt gây nhiều thiệt hại cho hạ tầng tại các thành phố lớn, nước ngập trên đường phố gây khó khăn cho đi lại. Nước lũ tràn vào nhiều tòa nhà và cuốn trôi nhiều ô tô. Một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất buộc phải đóng cửa trường học và các công sở. Thiệt hại ước tính trong đợt mưa lũ tháng 6 tại Trung Quốc là 24 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,4 tỷ đô la Mỹ. Khoảng 861.000 hecta đất canh tác nông nghiệp bị hư hại. Trung Quốc hứng hơn 20 trận mưa lớn từ đầu năm nay. Tân Hoa xã Nam Sương ngày 10 tháng 8 đưa tin, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Giang Tây cho biết, tính đến 22 giờ ngày 10 tháng 8, lũ lụt do mưa lớn đã ảnh hưởng đến tổng cộng 2,014 triệu người ở 9 thành phố có huyện ở Giang Tây, 231.000 người phải di chuyển và tái định cư khẩn cấp và cần hỗ trợ cuộc sống khẩn cấp. 137.200 ha hoa màu bị ảnh hưởng, 156.000 ha hoa màu bị phá hủy, 1.357 ngôi nhà của 531 hộ gia đình bị sập và 1.063 ngôi nhà của 508 hộ gia đình bị hư hỏng. Từ 22 giờ ngày 9 đến 22 giờ ngày 10 tháng 8, mưa lớn đổ xuống 12 quận ở Giang Tây, mưa rất lớn đổ xuống 14 quận, chủ yếu tập trung ở Cám Châu và Tế An. Hiện có 4 trạm sông đã vượt mức cảnh báo, 8 hồ chứa vượt ngưỡng lũ bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục. Nhiều thị trấn ở huyện Long Nam, thành phố Cám Châu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thống kê sơ bộ của Cục Thủy lợi huyện Long Nam, tính đến 10 giờ ngày 10 tháng 8, hơn 13.000 người đã được chuyển đi khẩn cấp. 96 ngôi nhà bị sập, 79 điểm giao thông bị gián đoạn, 151 điểm sạt lở đất, 55 cây cầu với tổng số 1.394 mét đường đã bị hư hỏng và kè sông đã bị hư hỏng là 2.457 mét. Tại huyện Long Nam, ba ông bà và cháu ở làng Cổ Khanh, thị trấn Cửu Liên Sơn được thông báo mất tích, đã được xác nhận là đã chết do lũ quét và ngập nước. Ba người khác ở thị trấn Dương Thôn và một người ở thị trấn Cửu Liên Sơn đã mất liên lạc. Trước thiên tai nguy hiểm, huyện Long Nam đã tích cực tổ chức cán bộ và quần chúng thực hiện công tác tự cứu nạn thiên tai. Cán bộ chiến sĩ cảnh sát vũ trang, phòng cháy chữa cháy đã dùng xuồng xung kích di chuyển toàn bộ 1.309 giáo viên và học sinh trường tiểu học trung tâm thị trấn Dương Thôn đến khu vực an toàn. Tại làng Tử Hà, thị trấn Dương Thôn, đường xá không thể đi qua do núi lở. Dân làng tự tổ chức đi bộ vài km để đưa những người bị đè lên xe cấp cứu. Các tổ chức, các tầng lớp nhân dân quan tâm đã tích cực đóng góp nhân lực, vật lực ủng hộ. Công ty cấp điện Long Nam đã không tiếc công sức thực hiện công tác phòng chống lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp, đồng thời gấp rút sửa chữa các đường dây cấp điện bị hư hỏng. Để đối phó với thảm họa lũ lụt ngày càng gia tăng, các đội cứu hộ khẩn cấp các cấp ở tỉnh Giang Tây đã tích cực ứng phó với các hoạt động chuyển giao và cứu hộ.
Theo thống kê sơ bộ, lực lượng công an vũ trang tỉnh đã điều động 241 quân, cứu được 47 người, chuyển viện được 418 người. Lực lượng cứu hộ cứu nạn cứu được 927 người bị mắc kẹt và sơ tán 2.614 người. Các lực lượng cứu hộ xã như Lan Điền và Hùng Anh đã cứu được 2.318 người và sơ tán 2.873 người bị mắc kẹt. Giường gấp, mền, lều và các vật liệu cứu trợ thiên tai khác do Cục Quản lý Khẩn cấp phân bổ khẩn cấp đã đến khu bảo tồn vật liệu cứu trợ thiên tai tỉnh Giang Tây vào lúc 23 giờ ngày 9 tháng 8. Theo tình hình thiên tai và nhu cầu của thành phố Tân An và thành phố Cam Châu, Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh Giang Tây đã phân bổ một lô vật liệu cứu trợ thiên tai khác như mền, giường gấp và lều cho thành phố Tân An và thành phố Cam Châu vào chiều ngày 10 tháng 8. Cục Quản lý Bảo hiểm và Ngân hàng Giang Tây đã đưa ra một kế hoạch khẩn cấp, yêu cầu tất cả các công ty bảo hiểm tiến hành điều tra bảo hiểm và xác định tổn thất một cách kịp thời, mở một kênh xanh cho các yêu cầu bồi thường và cố gắng hết sức để đảm bảo tốt công việc hậu kỳ yêu cầu bảo hiểm thiên tai. Nhiều ban ngành ở Giang Tây đã thảo luận và dự báo từ nay đến cuối tháng 8, ở Giang Tây còn xuất hiện nhiều đợt mưa lớn. Trong vài ngày tới, Trung và Lưu sông Cẩm Giang sẽ xuất hiện lũ vừa. Cảnh giác với lũ từ 1,5m đến 3m, khả năng xảy ra lũ lụt cục bộ ở lưu vực Hồ Bà Dương ngày càng tăng, tình hình kiểm soát lũ trở nên nghiêm trọng hơn. Thưa quý vị, gần đây, Văn phòng Ủy ban Giảm nhẹ thiên tai quốc gia, Bộ Quản lý Khẩn cấp, Bộ Tài nguyên nước, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Cục Khí tượng, Cục Lâm nghiệp và Đồng cỏ và các ban ngành khác và các đơn vị tổ chức hội nghị bàn nhận định tình hình rủi ro thiên tai cấp quốc gia tháng 8. Theo một phân tích toàn diện, 7 lưu vực sông ở Trung Quốc sẽ bước vào mùa lũ chính và các lưu vực sông Dương Tử, sông Hoài Hà, Thái Hồ và Tùng Liêu sẽ có nguy cơ thiên tai lũ lụt. Thời tiết đối lưu sẽ tăng lên và các điểm có thể xảy ra thảm họa gió và mưa đá sẽ rộng hơn, sẽ có một hoặc hai cơn bão đổ bộ hoặc ảnh hưởng đáng kể đến bờ biển phía Nam hoặc Đông Nam của Trung Quốc, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Vân Nam và các địa phương khác, rủi ro thiên tai cao. Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc có mức độ nguy hiểm cháy rừng cao hơn, chi tiết như sau. Một là nguy cơ thiên tai lũ lụt, lượng mưa ở khu vực trung tâm và phía đông của Đông Bắc Trung Quốc, khu vực trung tâm và phía bắc của Hoa Đông, khu vực trung tâm và phía bắc của miền Trung Trung Quốc và khu vực phía tây của Tây Nam Trung Quốc cao hơn bình thường trong cùng thời kỳ. Một số con sông dòng chính như nhánh của thượng nguồn sông Dương Tử, dòng chính của sông Hoài Hà và các nhánh của Hoài Nam, sông Tiền Đường trong lưu vực Thái Hồ và sông Tùng Hoa trong lưu vực Tùng Liêu có thể trải qua các cơn bão cấp khu vực. Có mưa to và lũ, một số sông vùng mưa bão có khả năng vượt mức cảnh báo. Ngoài ra, mưa lớn với cường độ cực lớn có thể gây ra các thiên tai như lũ các sông vừa và nhỏ ở các khu vực nêu trên, sự cố hồ chứa thủy điện vừa và nhỏ, sạt lở núi, ngập úng đô thị. Thứ hai là nguy cơ thiên tai do gió và mưa đá khi nhiệt độ tăng cao hơn nữa cùng với lượng hơi nước dồi dào, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, gió mạnh, dông bão, mưa đá và thời tiết đối lưu mạnh khác sẽ gia tăng ở các vùng thuộc Đông Bắc, Hoa Đông, Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc. Các hiện tượng cực đoan sẽ tăng lên, nguy cơ thiên tai do gió và mưa đá tiếp tục ở mức cao. Đồng thời, tháng 8 là tháng có nhiều lốc xoáy, số người chết do sét đánh ở nông thôn cao nên cần tăng cường đề phòng. Thứ ba là rủi ro thiên tai do bão. Khu vực Tây Bắc, Thái Bình Dương và Biển Đông có từ 2 đến 4 cơn bão, gần cùng kỳ năm ít bão hơn bình thường. Trong đó có 1 đến 2 cơn bão đổ bộ hoặc ảnh hưởng rõ rệt đến Nam Trung Quốc hoặc ven biển Đông Nam Trung Quốc. Có thể có 1 đến 2 quá trình chiều cường do bão gây ra thảm họa dọc theo bờ biển phía Đông Nam và 2 đến 3 quá trình sóng gây thảm họa ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Thứ tư là nguy cơ tai biến địa chất. Các bộ phận của Bắc Kinh, Hà Bắc, Cát Lâm, Liêu Ninh, Chiết Giang, An Huy, Phúc Kiến, Giang Tây, Hà Nam, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam, Tây Tạng, Thiểm Tây, Tân Cương, Cam Túc và các tỉnh khu vực thành phố có nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất tương đối cao, đặc biệt là ở phía Tây Chiết Giang, Nam An Huy, Bắc Giang Tây, Đông Hồ Bắc và Tây Vân Nam. Thứ năm là rủi ro về nhiệt độ cao và khô hạn. Kể từ tháng 7, 4 quá trình nhiệt độ cao khu vực đã xảy ra ở Trung Quốc, làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán ở khu vực phía Tây Nam và gây áp lực lên nguồn cung cấp nước và điện ở một số khu vực. Vào tháng 8, nhiệt độ ở hầu hết các vùng của đất nước gần với nhiệt độ cùng kỳ trong năm đến cao. Và phần trung tâm và phía đông của Nam Trung Quốc, phía nam của Hoa Đông, phía bắc của Tây Bắc Trung Quốc, trung tâm và phía tây của Nội Mông, phía Tây Đông Bắc Trung Quốc và phía Bắc Hoa Bắc có lượng mưa ít hơn và nhiệt độ cao hơn,
thường xuyên có các đợt nắng nóng và nhiệt độ cao. Nguy cơ hạn hán tương đối cao, tình hình cấp nước và cung cấp điện bị thắt chặt, nhiệm vụ chống hạn nông nghiệp, bảo vệ cây giống ở một số vùng tương đối nặng nề. Thứ sáu là nguy cơ cháy rừng, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố thời tiết đối lưu mạnh như nhiệt độ cao và ít mưa, sấm sét và gió mạnh, mức độ nguy hiểm cháy rừng ở phía Bắc và Tây Bắc Kinh, Tây Bắc Thiên Tân, Bắc Hà Bắc, Trung và Đông Nội Mông, Tây Bắc Hắc Long Giang, Tây Trùng Khánh và phía Bắc Tân Cương tương đối cao, ngăn chặn nguy cơ cháy rừng do sét đánh ở các khu vực rừng ở Đông Bắc Trung Quốc và Nội Mông và nhiệt độ cao ở phía Bắc Trung Quốc và những nơi khác. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!